xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada và mời quý vị cùng theo dõi những tin tức được chúng tôi cập nhật diễn ra trong ngày hôm nay cuối tuần và phải nói đến những tin tức và những cái bất cập trong chuyện mà những người phải trả lại tiền trợ cấp CRB mà họ đã nhận cách đây 2 năm thưa quý vị. Và câu chuyện này khi mà chúng tôi cập nhật bản tin ngày hôm qua thì cũng nhận được nhiều ý kiến bình luận của quý vị. À, báo chí Canada tiếp tục cập nhật những câu chuyện ví dụ như là câu chuyện của Sarah Mercy ở Newmarket, Ontario vừa nhận được một email hướng dẫn rằng cô ấy phải hoàn trả lại số tiền của CEOB của mình nhưng mà cô ấy sẽ không biết là cụ thể số tiền mà mình phải yêu cầu bị yêu cầu trả lại là bao nhiêu cho đến khi mà họ sẽ nhận được một cái thư từ COA qua đường bưu điện sắp gửi tới cho cô. Thật là nực cười. Tôi đã làm việc 20 năm và tôi luôn đóng thuế đúng hạn và cuối cùng chính phủ cũng sẽ làm điều gì đó để giúp tôi nhưng mà sau đó 2 năm họ đã thông báo rằng tôi phải trả lại số tiền. Điều này thật là vô lý. Với Jenny Powers ở Stonehenge, Atlanta thì lại nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp y tế do bị thương vào đầu mùa đại dịch nhưng mà thay vào đó thì cô đã nhận được khoản tiền CERB tại vì vào cái thời điểm đó thưa quý vị thì CERB và EI người ta gộp chung lại và những ai mà nộp xin tiền thất nghiệp vào thời điểm này thì chỉ nhận được COB chính vì vậy cho nên đây là cái yếu tố gây ra cái sự nhầm lẫn cũng như là được xem là mất công bằng đối với những người mà phải hoàn trả lại số tiền vào thời điểm sau 2 năm và bố đã vừa nhận được thông báo rằng mình phải trả lại 1.000 đô la tiền trợ cấp CRP. Điều mà cô ấy nói là sẽ rất khó khăn vào thời điểm này khi mà chồng của mình thì đang nhận tiền trợ cấp khuyết tật, còn mình thì chỉ làm việc part-time. Với giá xăng và khoản thanh toán thế chấp của tôi tăng lên mỗi ngày thì sẽ là một cuộc đấu tranh với giá cả thực phẩm và mọi thứ khác nhiều người Canada đã nhận được trợ cấp CRB vẫn đang gặp khó khăn và trong khi đó một số người thì bị yêu cầu trả lại từ 1.000 đến 2.000 đô la, những người khác có thể nợ nhiều hơn. Laura Campbell là giám đốc dịch vụ chăm sóc sức khỏe tài chính khách hàng ở Bromwich và Smith một tổ chức ủy thác mất khả năng thanh toán được cấp phép cho biết là họ đang thấy rất nhiều khách hàng gặp khó khăn về tài chính do lạm phát, hóa đơn thanh toán và các vấn đề về sức khỏe. Chính phủ liên bang ban đầu đưa ra 2.000 đô la trước khi cho bất kỳ ai đủ điều kiện. Vì vậy, rất nhiều người sẽ chỉ nợ 2.000 đô la đó, nhưng mà có những người đã thu CRB trong cả giai đoạn và họ có thể nợ lên tới hàng chục ngàn đô la và CIA đã giải thích với báo chí khi mà được đặt câu hỏi tại sao các khoản thanh toán này đang được yêu cầu ngay bây giờ trong một tuyên bố thì người phát ngôn của CIA cho biết là thông báo xác định lại đang được gửi cho những cá nhân đã nhận được một khoản thanh toán nhưng mà sau đó đã được xác nhận là không đủ điều kiện cho một hoặc là nhiều giai đoạn về quyền lợi mà họ đã nhận và CIA cho biết họ sẽ nhận các khoản thanh toán theo thời gian và sẽ không tính lãi suất nhưng mà nhiều người Canada vẫn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiền để có thể hoàn trả lại. Dov Gallehouse, là chủ tịch của dịch vụ kế toán CBS ở Calgary đã nói, mọi người không nên yêu cầu trả lại số tiền này, nó chỉ là 2.000 đô la mà thôi và một số người được yêu cầu hoàn trả các khoản tiền nói rằng chính phủ liên bang nên làm tốt hơn công việc phân chia các khoản trợ cấp vì vậy họ sẽ không bị yêu cầu trả lại tiền bây giờ gây rất là bức xúc cho những người mà phải hoàn trả lại họ nói rằng tôi không biết là làm cách nào để có thể hoàn trả lại tiền ngay bây giờ tôi đang nghĩ làm thậm chí là tôi không chắc mình sẽ có thể quay trở lại làm việc và đây thực sự là một cú sốc câu chuyện của powers đã nói rằng Tại sao tôi phải trả giá cho những sai lầm của chính phủ? Và tại sao tất cả chúng ta phải trả giá cho những sai lầm của họ? CA cho biết họ sẵn sàng làm việc với những người Canada, những người mà đã nộp đơn xin quyền lợi CRB một cách thiện trí và nói rằng sẽ giải quyết những người đóng thuế nợ tiền theo từng trường hợp cụ thể. Canada kỷ niệm những ngày cuối cùng của đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng và Canada cũng đã cùng với nhiều người trên thế giới để kỷ niệm năm thánh bạch kim của nữ hoàng đánh dấu 70 năm lịch sử của bà trên ngai vàng. Người phát ngôn là Ryder Hall đã đưa ra một tuyên bố vào chủ nhật ngày 5 tháng 5. Họ biết dinh thự chính thức của toàn quyền đã trở thành bối cảnh cho một số lễ kỷ niệm bạch kim, bao gồm cơ quan báo chí Canada tạo ra một biểu tượng độc đáo của Canada cho cột mốc quan trọng này. Đối với thành phố Toronto thì cho biết họ đã trồng 70 cây lớn, một cây cho mỗi năm dưới triều đại của nữ hoàng và khắp công viên Royalty Mills với sự tham dự của thị trưởng của Toronto là John Tory và thống đốc Elizabeth Stoddewells. Peter Harazai là chủ tịch của tổ chức Canada Indo-Caribbean ở Ottawa thì cho biết nhóm đã tổ chức một lễ kỷ niệm địa phương để vinh danh nữ hoàng vào cuối tuần vừa qua và mô tả bà là trái tim của khối thịnh vượng chung. Sử dụng tiếng Pháp ở nhà chỉ là một giải pháp nhỏ để có thể duy trì tiếng Pháp. Chính trị về ngôn ngữ và nhập cư đã trở lại hàng đầu trong cuộc họp quốc hội của Quebec vào tuần trước khi mà thủ hiến François Lacombe đã uh, hứng phải những lời chỉ trích vì đã giống lên hồi chuông báo động về sự sụt giảm lượng người nói tiếng Pháp ở đây. Ông Leco đã tuyên bố vào thứ Tư tuần vừa rồi rằng không ai có thể phủ nhận tiếng Pháp đang suy giảm và nói rằng ít người Quebec nói ngôn ngữ này ở nhà cũng như tại nơi làm việc. Những bình luận của ông được đưa ra sau khi mà một bài phát biểu cuối tuần trong đó ông nói rằng sự tồn vong của quốc gia Quebec phụ thuộc vào việc mà tỉnh này giành được quyền kiểm soát lớn hơn đối với những người nhập cư đã gây ra những lời chỉ trích nảy lửa từ các chính trị gia đối lập, những người đã cáo buộc ông Lê Cô là vật tế thần cho những người nhập cư có thể nói ngôn ngữ đầu tiên của họ ở quê nhà ngay cả khi họ đã học tiếng Pháp. Các nhà nhân khẩu học đã nói chuyện với báo chí Canada và họ đồng ý rằng tiếng Pháp đang giảm dần nhưng nói rằng bước chân dung rất phức tạp và việc mà đảo ngược xu hướng thậm chí còn nhiều phức tạp hơn. Nhà phê bình nhập cư tự do có tên là Saul Polo kêu gọi ông Leco hãy rút lại tuyên bố của mình và nói rằng ngôn ngữ ở nhà không nên là việc của Thủ Hiến. Ông Leco trong khi đó cho biết ngôn ngữ nói ở nhà là một chỉ số mà chính phủ của ông xem xét, khẳng định mục tiêu duy nhất mà chính phủ là bảo đảm tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ chung ở Quebec nếu không có ai ở Quebec nói tiếng Pháp ở nhà, điều đó có nghĩa là tiếng Pháp cuối cùng cũng sẽ biến mất. Trong khi nhiều người nhập cư chọn tiếng Pháp hơn tiếng Anh, thì khoảng 60% đều đó vẫn chưa đủ để có thể duy trì sự cân bằng ngôn ngữ trong tỉnh, vốn có thể đòi hỏi gần 90% người nói tiếng Pháp. Kevin Vettman, một nhà nghiên cứu xã hội học và nhân khẩu học, đã nghỉ hưu nhưng mà từng giảng dạy tại Đại học University of Quebec ở Montreal, đã có những quan điểm lạc quan hơn, trong khi ông đồng ý rằng tiếng Pháp đã giảm nhẹ từ năm 2001 và ông tin rằng việc mà hội nhập của những người nhập cư vào xã hội nói tiếng Pháp đã là một thành công đáng kể, một phần của sự thành công đó là do bill 101 yêu cầu trẻ em của những người nhập cư phải đi học bằng tiếng Pháp. Ông cho biết 60% số người nhập cư đã hòa nhập tiếng Pháp được trích dẫn, bao gồm những người đã đến từ lâu và con cái của họ. Theo tính toán của ông, thì khoảng 75% những người nhập cư đến tỉnh này từ năm 2001 đã chọn tiếng Pháp thay vì tiếng Anh, theo ý kiến của ông có lẽ là cao nhất có thể. Và thống kê Canada cũng cho thấy tính đến năm 2016, thì 94,5% dân số Quebec có thể nói chuyện bằng tiếng Pháp, Số người nói tiếng Pháp ở nhà khoảng 87,1%, tương tự như cuộc điều tra dân số trước đó, nhưng mà cuộc khảo sát cũng báo cáo rằng các gia đình cũng đang có xu hướng nói một ngôn ngữ khác ở nhà và đã có sự phản đối rộng rãi trong cộng đồng người nói tiếng Anh đối với một đề xuất gần đây yêu cầu sinh viên tại các trường cao đẳng tiếng Anh phải học ba lớp chính của họ bằng tiếng Pháp. Điều này cho thấy mức độ song ngữ của nhiều người nói tiếng Anh không cao lắm và không khả quan lắm. Và quay trở lại một tin tức tại tỉnh bang Ontario rất thú vị thưa quý vị khi mà nơi đây đã trở thành tỉnh đầu tiên có quyền ngắt kết nối. Tắt thông báo hay là tắt tiếng chuông điện thoại để có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một luật mới hiện có hiệu lực ở Ontario cho phép những nhân viên, những người mà đang làm việc có quyền bỏ qua email, tin nhắn hoặc là cuộc gọi điện về công việc sau giờ làm việc. Kể từ ngày 2 tháng 6 thì người sử dụng lao động ở Ontario với 25 nhân viên trở lên phải có một chính sách bằng văn bản về việc ngắt kết nối ngoài giờ ngoài giờ làm. Đây là một quyền ngắt kết nối, là một phần của đạo luật làm việc cho người lao động của đảng bảo thủ cấp tiếng Ontario và đã được thông qua vào cuối năm 2011. Đây là luật đầu tiên thuộc loại này ở Canada. Ngắt kết nối với công việc có nghĩa là không tham gia vào các giao tiếp liên quan đến công việc, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại, cô gọi video hoặc là gửi hoặc là xem các loại tin nhắn khác để không bị ảnh hưởng bởi hiệu suất công việc. Luật năm 2021 đã giải thích về điều này và Bộ trưởng Lao động Ontario là Monte Mark Norton cũng trước đó nói với CTV News rằng luật này được tạo ra để đối phó với ranh giới ngày càng mơ nhạt giữa nơi làm việc và gia đình do đại dịch Covid-19 gây ra và nhiều người đang làm việc online tại nhà. Các quy tắc mới ở Ontario áp dụng cho tất cả những nhân viên, bao gồm cả quản lý và giám đốc điều hành. Các chính sách của công ty phải nêu rõ những quy tắc về việc giao tiếp ngoài giờ làm việc và tất cả những nhà tuyển dụng ở Ontario có 25 nhân viên trở lên vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 phải có chính sách bằng văn bản kể từ ngày 2 tháng 6. Các nhà tuyển dụng có 25 nhân viên trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì phải có chính sách của họ trước tháng 3 năm 2023. Và bắt đầu từ năm 2023 thì tất cả người sử dụng lao động có 25 nhân viên trở lên phải có chính sách có hiệu lực vào tháng 3 năm đó. Ontario tính đến nay là tỉnh duy nhất có quyền ngắt kết nối. Quebec và chính phủ liên bang cũng đã khám phá ý tưởng này nhưng mà vẫn chưa thể đưa ra nó thành luật. Những luật như vậy thì lần đầu tiên được đưa ra ở Pháp và kể từ đó chỉ được một số quốc gia nhỏ bao gồm Ý và Slovakia áp dụng. Tuy nhiên, thì các nhà phê bình nói rằng luật của Ontario thiếu sót và nó không giải quyết được những gì mà nhiều người lao động thực sự muốn. Brian Smell, giáo sư tại khoa nghiên cứu giải trí và thư giãn của Đại học Waterloo đã nói rằng điều mà họ thực sự nên xem xét là sự linh hoạt trong nơi làm việc miễn là họ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Điều đó mang lại cho họ sự linh động hơn và điều đó giúp cho họ cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống cũng như là cải thiện sức khỏe của chính mình. Luật cũng bị chỉ trích là thiếu thực tế và thiếu các chi tiết chính như là việc thực thi và hình phạt. Tuy nhiên, những người ủng hộ về sức khỏe tâm thần đã nói rằng những quy tắc như thế này là một bước đi đúng hướng để có thể duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và ngắt kết nối với thế giới kỹ thuật số. Theo luật Ontario, việc mà không tuân thủ các quy tắc mới có thể bị thi hành theo đạo luật tiêu chuẩn việc làm của tỉnh. Giá xăng GTA dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục mới vào Chủ nhật ngày 5 tháng 6 và nó đã trở thành hiện thực thưa quý vị. Khi mà giá xăng được thiết lập để tăng lên mức cao kỷ lục mới một lần nữa ở khu vực Great Toronto, giá tại các trạm bơm xăng trong ngày hôm nay khoảng 212,9 cent cho một lít. Vào ngày 5 tháng 6, tại khu vực Great Toronto và miền nam của Ontario, và theo Chủ tịch Bình ổn giá năng lượng Canada là ông Dan McTee, lần cuối cùng kỷ lục là 209,9 cent trong ngày 18 tháng 5. Vì vậy, không chỉ ở Toronto giá tăng lên mà ở Montreal cũng đang nhìn thấy điều tương tự. Vancouver cũng sẽ thấy điều tương tự xảy ra và các tỉnh ở Prairie cũng đang chứng kiến điều tương tự và họ thấy giá xăng tăng lên một mức kỷ lục. Lần mới nhất tăng giá diễn ra sau nhiều tháng khi mà chi phí tại GDA đã tăng chóng mặt, làm tình trạng cho các mặt hàng chủ yếu đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt chống lại Nga và Ukraine. Ông Demarty cũng đã nói rằng giá xăng tăng có xu hướng tăng vào mùa hè khi mà mọi người dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch. Ngoài ra, ông tiếp tục dự đoán giá còn có thể lên tới 225 sen cho 1 lít vào thời điểm nào đó trong mùa hè thưa quý vị. Điều này là một cái tin rất là đáng lo ngại và có thể có một số sự trợ giúp từ cuộc bầu cử nếu như là chính phủ thực hiện tốt các công ty liên kết để giảm thuế nhưng mà xét về mức tổng thể của sự thiếu hụt nguồn cung cấp dầu diesel cũng như là quan trọng nhất là trong mùa hè thì nó rất là khó khăn để có thể điều chỉnh mọi thứ cũng như là khắc phục vào mùa hè này trong khi đó, thì thủ hiến Dortford của đảng bảo thủ cấp tiến, người vừa mới được tiếp tục bầu vào vị trí thủ hiến, thì hứa rằng họ sẽ tạm thời giảm thuế xăng ở Ontario là 5,7 cent cho một lít trong tháng 6 kể từ ngày mùng, 1 tháng 7. Doanh số bán nhà ở Montreal giảm 9% kể từ tháng 5 năm ngoái và Hiệp hội Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp ở Quebec cho biết, tình trạng mà suy thoái tiếp tục hình thành ở Montreal vào tháng trước khi doanh số bán nhà giảm 9% kể từ năm ngoái. Và Hiệp hội cho biết tổng doanh số bán hàng trong tháng là 4.874, đã giảm 5.354 vào tháng 5 năm 2021, và sự sụt giảm doanh số bán hàng được thể hiện rõ ràng nhất ở loại nhà chung cư bao gồm các căn nhà dành cho nhiều gia đình như là căn song lập và căn 3 tầng cũng như đại giảm 15% kể từ năm ngoái. Các căn nhà dành cho một gia đình có doanh số bán đại giảm 7% trong khi các căn nhà chung cư giảm 10%. Hiệp hội cho biết giá trung bình đã giảm từ 580.000 vào tháng 4 đối với nhà một gia đình xuống còn 576.000 vào tháng 5. Mức giảm đầu tiên trong 2 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2021, tuy nhiên mức giá đó vẫn cao hơn 16% so với tháng 5 năm 2021. Và danh sách mới cho tháng 5 cũng đã tăng 12% lên 7.152 căn vào tháng trước, từ 6.360 căn vào một năm trước. Nhưng mà số lượng danh sách đang hoạt động hầu như là không thay đổi so với tháng 5 năm 2021. Charles Brent, giám đốc của bộ phận phân tích thị trường của hội đồng quản trị cho biết, không phải kể từ năm 2014 có quá nhiều bất động sản mới được rao bán trên thị trường Morgan, CMA cho giai đoạn này trong năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015 mà thị trường ở Morgan ghi nhận lượng tài sản tồn kho trên thị trường đã tăng 0,3% trong giai đoạn này trong năm. Và đây cũng là tháng đầu tiên cho tất cả các giai đoạn cộng lại kể từ tháng 9 năm 2015. Nông dân chăn nuôi bò sữa Canada đang tìm kiếm một đợt tăng giá sữa lần thứ hai trong năm nay do chi phí đã quá tăng thưa quý vị. Giá sữa ở Canada có thể sẽ tăng lần thứ hai trong năm sau và yêu cầu hiếm hoi của nông dân chăn nuôi bò sữa Canada về việc tăng giá giữa năm là do vấn đề lạm phát. Nhóm vận động hành lang ngành công nghiệp cho biết trong một tuyên bố diễn ra vào ngày 2 tháng 6, tuy nhiên các nhà quan sát trong ngành nói rằng mọi người không thể chịu được một đợt tăng giá cho người tiêu dùng và họ cảnh báo rằng các nhà chế biến sữa có thể sẽ tăng giá thêm nếu mà yêu cầu được chấp thuận, đẩy chi phí bán lẻ lên mức không thể chấp nhận được và gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực ở cả Canada. Gary Sands là phó chủ tịch cấp cao về chính sách công của liên đoàn cửa hàng tạp hóa độc lập ở Canada đã nói rằng người Canada đang phải đối mặt với áp lực rất lớn về khả năng chi trả với những thứ cơ bản như là sữa và trứng. Vào cuối tháng 5, thì ủy ban sữa Canada cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ nông dân chăn nuôi bò sữa ở Canada về việc uh, kích hoạt quy trình trong uh, một trường hợp ngoại lệ và cho phép phải tăng giá sữa là vào giữa năm. Yêu cầu được đưa ra sau khi mà giá sữa tại trang trại đã tăng 6 cent cho một lít tương đương 8,4% vào ngày mùng 1 tháng 2. Ủy ban cũng cho biết họ sẽ tổ chức tham vấn vào cuối tháng này và đưa ra quyết định vào khoảng thời gian ngày 17 tháng 6 rằng liệu có thể tăng giá hay không. Cơ quan liên bang là cơ quan giám sát ngành công nghiệp sữa và hệ thống quản lý cung ứng Canada cho biết việc mà tăng giá sữa có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 9 nếu như được chấp thuận và nông dân chăn nuôi bò sữa Canada từ chối chia sẻ mức tăng mà họ đang tìm kiếm. Ông Boyce, giáo sư chính sách và phân phối thực phẩm của Đại học Dalhousie cho biết sự thiếu minh bạch là một vấn đề. Họ chỉ đánh giá chi phí sản xuất sữa ở Canada và đẩy qua mức tăng kỷ lục. Bây giờ thì họ lại cần nhiều hơn thế và họ chỉ dành cho các bên liên quan vài tuần để có thể chuẩn bị cho cuộc tham vấn. Những cuộc tham vấn sẽ không được công khai. Nông dân chăn nuôi bò sữa ở Canada cho biết giá sữa tại trang trại được điều chỉnh theo một quy trình hoàn toàn mở. Nhóm nói rằng sự minh bạch này là một trong nhiều lợi ích mà người Canada nhận được từ hệ thống quản lý cung ứng của chúng tôi. Giá sữa thường được xem xét mỗi năm một lần ở Canada và quy trình hàng năm này có thể tạo ra khoảng cách giữa chi phí sản xuất sữa thực sự và mức điều chỉnh hàng năm. Các trường hợp ngoại lệ đòi hỏi một sự điều chỉnh vào giữa năm để có thể giảm bớt khoảng cách này. Và trong vòng chưa đầy một năm, chi phí phân bón đã tăng lên tới 44%, nhiên liệu tăng 32% và thức ăn chăn nuôi lại tăng lên 8%. Ông Sands đặt câu hỏi liệu giá sữa có được hạ xuống nếu như chi phí đầu vào giảm bớt hay không? thì nếu như những thách thức về chuỗi cung ứng đó đẩy chi phí lên cao bắt đầu giảm trong những tháng tới, thì liệu họ có giảm giá hay không là một câu hỏi. Trong khi đó, bên cạnh đề xuất về tăng giá sữa thì giá trứng cũng đang có xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành. Trong một lá thư gửi cho khách hàng vào ngày 1 tháng 6, thì ở một trang trại trứng đã cho biết giá trứng tại cửa trang trại đối với các trang trại sản xuất theo quy định ở Ontario, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta và British Columbia đang tăng lên. Công ty cũng cho biết mức tăng giá cơ bản bắt buộc về trứng sẽ lên tới 18 cent cho 12 quả đối với tất cả các loại trứng hạng A thông thường. Và mức tăng đó đi kèm với việc tăng 12 cent cho một hộp 12 quả trứng ở trang trại thưa quý vị. Ông Charlie Boy lại cho biết giá sữa tăng cao sẽ đẩy người tiêu dùng vào lối đi thay thế sữa bạn sẽ thấy ngành công nghiệp sữa tiếp tục suy giảm vì sẽ có nhiều người Canada tìm kiếm các sản phẩm thay thế hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của bản tin ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Julie xin chân thành cảm ơn.